Xin chào thầy, em tên là Trần Xuân Hào, xin được trình bày về việc dùng Pix 1.6.7 để đếm sản phẩm bằng Charmer không. Em có đã show được code là được có code là khai báo thư viện 1.6.7.h, thông báo xung ngoại có dao động 20 mê để cho chân LCD RS pin là chân B0, LCD RW là chân B1, LCD Enable pin là chân B2, LCD Data 4 đến Data 7 là từ chân B4 đến chân D7, khai báo thư viện LCD.C dùng các biến SP trục đơn vị. Chương trình chính thì cấu hình cho bọt B là ngó ra, cấu hình cho bọt D là ngó vào, gửi tạo LCD, cấu hình điện cho chân cấu hình cho chân A4 là chân vào, khởi tạo chamber không, dùng xung ngoại từ thấp tới cao với bộ chia là 1, thiết lập chamber không bắt đầu từ 0, sản phẩm sẽ bằng sẽ đọc chamber không, nếu sản phẩm lớn 12 thì sản phẩm bằng 1 và đọc chamber 0 từ 1, trục sẽ bằng sản phẩm chia 10, lấy phần nguyên đơn vị bằng sản phẩm bằng chia 10 lấy phần dư. Cho con trỏ xuất hiện ở hàng thứ 2 vị trí thứ nhất, xuất dòng chữ sản phẩm. Cho con trỏ ở vị trí thứ 12 hàng 2, xuất ra trục cộng thêm 30, xuất ra đơn vị cộng thêm 30, đây là mô phỏng. Tới 12 sẽ quay về 0, 1. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy đã lắng nghe.